Lữ Lệ Quân sinh năm 1977 tại Hồng Kông, trong một gia đình khá giả có mẹ là doanh nhân. Sở hữu nhan sắc xinh xắn và vóc dáng cân đối, nên khi 21 tuổi, Lệ Quân ghi danh thi Hoa hậu Hồng Kông và lọt vào top 5. Tuy nhiên, bà không tham gia showbiz mà chọn con đường tiếp tục sự nghiệp học hành. Sau đó, bà sang Anh và chọn học tiến sĩ ngành hóa học ở King College London. Đi du học và muốn trải nghiệm cuộc sống, Lệ Quân xin làm thêm tại một cửa hàng của hãng Louis Vuitton ở London. Lưu Loan Hùng là một đại gia khét tiếng tại Hồng Kông với gia sản lên đến 17 tỷ đô la, giàu thứ tư tại Hồng Kông và thứ 65 trên thế giới. Ông cũng nổi tiếng với chuyện trăng hoa tuyết nguyệt với nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh. Vợ đầu Bảo Vịnh Cầm là người đi cùng ông những bước chông gai đầu tiên để xây dựng cơ đồ. Sau khi ly hôn, vì thói trăng hoa của chồng, Bảo Vịnh Cầm có sự nghiệp riêng rồi trở thành tỷ phú. Ở cuộc hôn nhân thứ hai, người vợ bị vứt bỏ của tỷ phú họ Lưu cũng khiến người khác nể phục vì khả năng kinh doanh. Vì đại gia mê mẩn, cô bán hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu của những tỷ phú là điều khiến nhiều người cảm thấy bất an. Có không ít câu chuyện về những tỷ phú ngoài vợ cả còn hàng loạt vợ bé, con riêng, cuối cùng chính thất lại chịu uất ức vì bị vứt bỏ vào cuộc sống khốn khổ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp, vợ tỷ phú bị bỏ rơi có cách vực dậy cuộc sống khiến người khác phải ngưỡng mộ vô cùng. Đó chính là câu chuyện của Lữ Lệ Quân. Năm 2001, trong một lần Lưu Loan Hùng đến Anh và đi mua sắm, ông gặp Lữ Lệ Quân tại cửa hàng này. Mặc dù ngoại hình của cô sinh viên không đẹp xuất sắc như những tình nhân hay chính vợ cũ của Lưu Loan Hùng, tuy nhiên, ông vẫn bị thu hút vì vẻ tươi trẻ. Theo nhiều người kể lại, Lệ Quân có gương mặt xinh xắn, tính cách lanh lợi, không giả tạo, không cơ hội lại nói chuyện hài hước. Chỉ vài câu nói qua loa mà vị đại gia Hồng Kông này đã mê mẩn bà. Tinh khiết, đơn giản, không phô trương, hoàn toàn đáng yêu là những từ mà Lưu Loan Hùng nhận xét về cô bạn gái nhỏ của mình. Khi đó Lệ Quân mới 24 tuổi, trong khi Lưu Loan Hùng đã 50. Tuy nhiên, tuổi tác chẳng phải là vấn đề trong mối quan hệ này. Chẳng bao lâu sau, họ kết hôn khi Lữ Lệ Quân đã mang thai, bà bắt đầu bước vào hàng ngũ thượng lưu danh giá. Lưu Loan Hùng thậm chí còn tin tưởng để Lệ Quân cùng tham gia vào công việc kinh doanh. Ông để cô vợ trẻ nắm giữ vị trí lãnh đạo cao cấp trong hai công ty, dưới trướng tập đoàn. Giới truyền thông cũng không còn xa lạ gì hình ảnh như hình với bóng của cặp vợ chồng tỷ phú trong các sự kiện, thương vụ làm ăn. Cuộc hôn nhân này bước vào những tháng ngày rất mặn nồng, Lưu Loan Hùng không tiếc tay mua tặng vợ những món quà đắt đỏ. Năm 2002, khi vợ sinh em bé, ông hào phóng mua tặng 3 ngôi nhà sang trọng, xe sang để thưởng. Giá trị của các món đồ lên đến 53 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi sinh xong, Lệ Quân cùng con gái được đón về biệt thự lớn của nhà họ Lưu. Khi đó, cuộc sống của Lữ Lệ Quân như một bà hoàng với sự cung phụng tuyệt đối từ người chồng hơn gấp đôi tuổi. Thậm chí, ông còn để bà làm lãnh đạo trong một công ty thuộc tập đoàn của mình. Năm 2006, rộ lên phong trào chơi biển số độc ở Hồng Kông, Lưu Loan Hùng bỏ ra 1,4 triệu đô la Hồng Kông để tậu biển số I Love You tặng cho Lữ Lệ Quân. Ông cũng không tiếc lời mật ngọt dành cho vợ. Mặc dù tôi không phải là người hay đưa ra những lời thề, nhưng thời gian sẽ nói rõ tôi yêu cô ấy đến thế nào. Có lẽ vào thời điểm hạnh phúc đó, ông thật lòng muốn đi đến ngày đầu bạc răng long cùng Lữ Lệ Quân. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cô phóng viên Trần Khải Vận đã khiến máu trăng hoa của vị tỷ phú này nổi lên. Sau một cuộc phỏng vấn, cô Trần đã là vợ bé của Lưu Loan Hùng. Từ năm 2014, Loan Hùng và Lệ Quân gần như chỉ giữ lại danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ vì hai con nhỏ. Tỷ phú họ Lưu không ít lần lên tiếng tố vợ quá say mê công việc kinh doanh, kiếm tiền rồi bỏ bê chồng con. Lữ Lệ Quân tiếp tục sinh thêm một đứa con trai để níu kéo chồng nhưng bất thành. Năm 2016, hai người chính thức ly hôn, người đẹp họ Lữ rời khỏi nhà chồng với 2 tỷ đô la Hồng Kông và 8 món trang sức kim cương đắt giá. Trong khi Lệ Quân lặng lẽ rời khỏi nhà họ Lưu cùng toàn quyền nuôi 2 người con, tỷ phú họ Lưu hứa chu cấp đầy đủ cho các con, song vẫn không ngừng bêu rếu vợ cũ là tham lam. Người phụ nữ thông minh tự biến mình thành đại gia. Khi còn quan hệ với Lưu Loan Hùng, lúc ra ngoài sẽ có đến 4 vệ sĩ bảo vệ Lữ Lệ Quân. Rời khỏi vòng tay tỷ phú, bà có cuộc sống bình thường hơn hẳn. Nhiều bức ảnh sau đó cho thấy Lệ Quân xuất hiện trong nhiều siêu thị, tóc tai cũng không được chăm sóc kỹ càng như xưa. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, khi bị tỷ phú vứt bỏ, người vợ này sẽ khốn đốn, khó khăn nhưng không phải. Lữ Lệ Quân rất thông minh và bắt đầu bước vào con đường kinh doanh, tự tạo dựng sự nghiệp. Nhiều năm sống cùng Lưu Loan Hùng, bà đã học hỏi được kha khá kiến thức về kinh doanh và đầu tư. Không chỉ thế, các mối quan hệ trong giới thượng lưu của bà cũng được mở rộng. Lữ Lệ Quân thay vì tiêu dần tiêu mòn số tiền được đền bù sau ly hôn thì lại dùng nó đầu tư vào công ty bảo hiểm, trái phiếu và bất động sản. Dù không còn là vợ đại gia, nhưng Lữ Lệ Quân vẫn có tiếng trên thương trường. Bà đã mua số lượng lớn cổ phiếu của công ty bảo hiểm AIA, một thời gian sau thu lời về 90 triệu đô la Hồng Kông. Bà cũng mua và bán các căn nhà của mình, thu về hàng chục triệu đô la Hồng Kông cực kỳ nhanh chóng. Được biết, hiện tại thu nhập của bà đạt hơn 100 triệu đô la Hồng Kông mỗi năm. Đầu tư nhưng không hề bị thua lỗ, tài sản của Lệ Quân càng ngày càng tăng thêm khiến cuộc sống của ba mẹ con ngập trong giàu có, nhung lụa. Lữ Lệ Quân còn có vai vế cao trong chính trường cũng như giới kinh doanh và giới học thuật. Bà từng đảm nhiệm vị trí ủy viên chính hiệp tỉnh Hà Bắc, chủ tịch danh dự Hiệp hội Đầu tư trẻ Hồng Kông, hội trưởng danh dự Hiệp hội Phụ nữ đa ngành Hồng Kông. Lữ Lệ Quân còn được bầu là ủy viên chính hiệp thành phố Bắc Kinh. Bà đồng thời là hiệu trưởng danh dự của Đại học Bắc Kinh danh giá và là thành viên hội đồng quản trị Đại học Kinh tế Đối ngoại Trung Quốc.
Nhiều người nhận xét Lữ Lệ Quân chia tay tỷ phú là chuyện đáng mừng, không có gì cần nuối tiếc. Cô có thể độc lập về tài chính, không phải phụ thuộc vào tỷ phú họ Lưu và quan trọng hơn là sống vui vẻ bên con cái. Đầu năm 2017, với lý do sức khỏe không ổn định, Lưu Loan Hùng đã chuyển toàn bộ cổ phần tập đoàn Chinet Estate do mình nắm giữ cho vợ là Trần Khải Vận. Nhờ tài sản trị giá 57,1 tỷ đô la Hồng Kông, hơn 7 tỷ USD của đại gia, Khải Vận trở thành nữ tỷ phú giàu nhất tại Hồng Kông. Tuy nhiên, công chúng cho rằng vợ ba của tỷ phú sở hữu số tiền lớn nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, còn Lữ Lệ Quân đã thực sự thoát khỏi cái bóng của Lưu Loan Hùng. Có tiền bạc, có tên tuổi, cùng cuộc sống vinh hoa người người ngưỡng mộ, Lữ Lệ Quân trở thành hình mẫu khiến biết bao phụ nữ phải khâm phục. Dù bị bỏ rơi nhưng cuối cùng, chính cuộc ly hôn đã khiến cuộc đời bà bước sang trang mới. Bà tự do, tự tại, trẻ trung, gia sản lớn và rất được tôn trọng. Ly hôn đôi khi chẳng kinh khủng như mọi người vẫn nghĩ, rất có thể đó là bước đệm để cuộc đời người ta bước sang trang mới, khám phá thêm những khả năng của bản thân mà trước đó chẳng hề nghĩ đến.